kế hoạch của Putin trong chuyến thăm Trung Quốc. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin vẫn chưa hết sức nóng đối với truyền thông thế giới. Giới chuyên gia cho rằng chuyến thăm này vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cả hai bên. Cùng với đó là kế hoạch hòa bình ở Ukraine đang khiến cho phương Tây càng ngày càng trở nên chia rẽ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chi tiết. Phương Tây chia rẽ vì kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Tây Zvetia đã dẫn lời của nghị sĩ Croatia Ivan Filippo Sinic cho biết rằng: Hiện nay giới tinh hoa ở châu Âu đang có sự chia rẽ ngày càng trầm trọng về vấn đề giải quyết hòa bình tại Ukraine. Theo ông, thành phần mới của EB được hình thành sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, vị thế của các chính trị gia phương Tây sẽ bị ảnh hưởng bởi chi tiêu quân sự ngày càng gia tăng của họ và những thành công của quân đội Nga ở mặt trận Ukraine một trong những chủ đề trọng tâm nhất trong cuộc họp diễn ra tại Bruxelles vào ngày 16 tháng 5 vừa qua là sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, Rodok Ropower đã kêu gọi các thành viên của NATO là hãy cung cấp vũ khí cho Kiev, ngay cả khi các quốc gia thành viên đang gặp khó khăn. Đồng thời, ông cũng kêu gọi NATO tránh việc tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Đầu tháng năm vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trực tiếp tuyên bố rằng liên minh này bác bỏ khả năng chuyển lực lượng vũ trang của mình sang Ukraine. Tờ Del La Sara của Ý cũng lưu ý rằng chiến lược do Mỹ đưa ra sẽ không thay đổi, nhưng lãnh đạo các nước phương Tây đang có kế hoạch thay đổi hướng đi. Là một trong những chính trị gia châu Âu ủng hộ viện trợ quân sự, Tổng thống Séc Pep Pavel đã kêu gọi điều chỉnh cách tiếp cận giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng thật ngây thơ khi mà chúng ta nghĩ rằng Kiev có thể sẽ giành lại được các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga vì Nga sẽ không bao giờ từ bỏ những vùng đất này. Ông Ivan Vilibosinic, thành viên nghị viện châu Âu đến từ Croatia cũng lưu ý rằng châu Âu ngày càng bị chia rẽ về vấn đề Ukraine. Ông chắc chắn rằng điều này sẽ trở nên đặc biệt sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới đây. Theo ông, thế giới tinh hoa châu Âu vẫn chưa xem xét bất kỳ một chính sách mới nào. Họ sẽ thực hiện việc này sau cuộc bầu cử châu Âu và sau khi các vùng lãnh thổ mới có thể sẽ được sát nhập vào Nga. Vào ngày 10 tháng 5, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công rộng khắp vùng Kharkov. Năm ngày sau đó, thì Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giải phóng được các khu định cư Lugyantsi và Glubokoye, đồng thời tiến sâu vào tuyến phòng thủ của kẻ thù. Ngoài ra, thì Pletnevka, Pinevya, và nhiều vùng đất khác nhau cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga còn báo cáo về việc giải phóng làng Robotino, vùng Zaporozhye. Trong vòng chưa đầy một tuần, lực lượng Nga đã giải phóng được hơn 200 km vuông lãnh thổ. Tờ The Times của Anh cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của Nga gần Kharkov khiến cho Ukraine có rất ít lựa chọn tốt hơn. Ấn phẩm này viết rằng phương Tây đang theo sát những thành công của quân đội Nga ở Ukraine và điều này ảnh hưởng đến quan điểm của các chính trị gia châu Âu về vấn đề giải quyết hòa bình. Giới quan sát chỉ ra rằng, hiện nay ngày càng có nhiều người đã bắt đầu tuân thủ các cách tiếp cận dựa trên chủ nghĩa hiện thực chính trị. Ngay cả một số tướng lĩnh Ba Lan những người trước đây được coi là diều hâu cũng đã bắt đầu công khai tuyên bố rằng họ sẽ phải đàm phán với Nga phù hợp với những thay đổi về lãnh thổ mới. Điều đáng chú ý là vào cuối tháng 4 vừa qua, tướng Ba Lan Boguslav Passet thừa nhận rằng ngay cả gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây cũng sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường theo hướng có lợi cho kẻ. Thành viên nghị viện châu Âu đến từ Pháp, Hervé Juven cũng tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ bị thúc đẩy phải tìm kiếm sự thỏa thuận với Nga do chi phí kinh tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi tiêu quốc phòng. Ngoài ra thì họ còn lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp với Nga. Theo ông, chi tiêu của Mỹ và châu Âu hỗ trợ cho Ukraine gần như là hoàn toàn được dùng cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Khi quân đội Nga tiến lên, các cuộc thảo luận về khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên để giải quyết xung đột Ukraine lại được khơi dậy trên báo chí phương Tây. Tờ New York Times cũng lưu ý rằng, Moscow và Kiev có thể đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn trong những tháng tới. Tương tự như thỏa thuận chấm dứt các hành động ở Triều Tiên vào năm 1953. Ngay cả chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang nói về điều này. Tuy nhiên, thì tiến sĩ Alexei Fenenko tại Đại học Quốc gia Moscow cho rằng, kịch bản Triều Tiên là phi thực tế và Nga khó có thể đồng ý với điều này. Theo ông, kịch bản Triều Tiên là đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia và nó không mang lại gì cho Nga. Cho đến nay thì ngay cả chính quyền Ukraine cũng không ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài công thức hòa bình của ông Zelensky, vốn quy định trả lại biên giới cho Ukraine kể từ năm 1991. Còn tại một số nước châu Âu thì những nghi ngờ về việc hỗ trợ quân sự vô điều kiện cho Kiev cũng đang gia tăng. Theo giới quan sát, trong tương lai thì chỉ những người diều hầu nhiệt thành mới ủng hộ việc trả lại Crimea cho Ukraine. Còn về lâu dài, thì một bộ phận giới tinh hoa châu Âu sẽ cảm thấy rất mệt mỏi với cách tiếp cận thiếu linh hoạt của ông Zelensky. Trường học Trung Quốc ban hành lệnh bịt miệng học sinh khi Putin đến thăm. Tổng thống Nga Putin đã kết thúc chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc vào ngày 17 tháng 5 vừa qua. Mặc dù Trung Quốc và Nga tiếp tục tuyên bố tăng cường cái gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phối hợp cho kỷ nguyên mới sau cuộc gặp của Tổng thống Putin với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng mà Trung Quốc và Nga vẫn chưa đạt được thỏa thuận mang tính đột phá nào về một loạt các vấn đề lớn. Tờ The Epoch Times đã đưa tin rằng, vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm là việc các trường học Trung Quốc đã ban hành bịt miệng học sinh khi mà Putin đến thăm thành phố Trung Quốc do Nga xây dựng. Cụ thể là Tổng thống Putin đã đến thăm Cáp Nhĩ Tân, một thành phố do Nga xây dựng ở phía đông bắc của Trung Quốc. Trong chuyến đi tới Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ liên tục của Bắc Kinh cho các tham vọng địa chính trị của ông. Trong khi đó thì các quan chức trường học của chính quyền Trung Quốc ở Cáp Nhĩ Tân đã ban hành lệnh bịt miệng đối với học sinh trong chuyến thăm của ông Putin. Cấm đề cập đến các chủ đề nhạy cảm về nước Nga. Vào ngày thứ hai trong chuyến thăm cấp nhà nước của Putin tới Trung Quốc, ông đã đến thăm một nhà thờ chính thống do Đế quốc Nga và viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân xây dựng, nơi ông gặp gỡ các giảng viên và sinh viên. Được biết rằng người dân Cáp Nhĩ Tân đã tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc rằng một số quan chức trường học địa phương gần đây đã đưa ra thông báo thông qua các nhóm ghi chat rằng phụ huynh nên vui lòng hướng dẫn con em chú ý đến lời nói của mình và không đăng bất kỳ từ ngữ nhạy cảm nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào. Thông báo chính thức cũng cảnh báo rằng việc quản lý an ninh Internet rất nghiêm ngặt và không chạm tới làn danh đỏ. Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân được thành lập vào năm 1920 với tên gọi Trường Công nghiệp Trung Nga Cáp Nhĩ Tân để đào tạo các kỹ sư đường sắt cho đường sắt Đông Trung Quốc do Nga kiểm soát. Một phần mở rộng của đường sắt xuyên Siberia của đế quốc Nga. Vào thời điểm đó, thì các lớp học được dạy bằng tiếng Nga và trường được vận hành theo mô hình giáo dục của Nga. Các nhĩ tần có lịch sử phức tạp với Nga từng được biết đến với các tên gọi là Moscow thủ nhỏ. Thành phố của Trung Quốc được phát triển bởi các kiến trúc sư người Nga và châu Âu trong thời kỳ mà Nga hoàng xây dựng phần mở rộng đường sắt xuyên Siberia đến Đông Bắc Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19. Tuyến đường sắt phía đông của Trung Quốc là tuyến đường sắt hình chữ T, được Nga Hoàng xây dựng vào đầu thế kỷ 20 nhằm chiếm đoạt tài nguyên của Đông Bắc Trung Quốc và thống trị vùng Viễn Đông. Sau đó thì Liên Xô đã tiếp quản đường sắt cho đến những năm 1950 khi mà trả lại cổ phần cho chính quyền Trung Quốc. Hiện tại thì Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là một trong những 7 học viện quân sự đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển quân sự của Trung Quốc. Vào năm 2020, nó bị Bộ Thương mại Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt vì đã cố gắng sử dụng công nghệ Mỹ để phát triển tên lửa cho Trung Quốc. Khi mà cuộc chiến tranh nga và ukraine kéo dài làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của nga, xung đột giữa nga và phương tây tiếp tục trở nên sâu sắc hơn. Dưới các lệnh trừng phạt của phương tây, nga ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt, như là kinh tế, ngoại giao và cả quân sự. Dưới quan sát các vấn đề quốc tế cho rằng mục đích chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin là nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ toàn diện từ phía Bắc Kinh. Chuyên gia Cheng Chengbin. Giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Jilin của Đài Loan cho biết rằng việc ông Putin tham dự hội trợ thương mại Trung-Nga ở Cáp Nhĩ Tân dường như là mang tính định hướng kinh tế hơn, nhưng mà cũng có cả hợp tác về thương mại và quân sự. Theo ông, nếu hợp tác kinh tế và thương mại thành công, thì tài chính của Nga sẽ được duy trì và cuộc chiến chống Ukraine sẽ tiếp tục leo thang và mối đe dọa đối với châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc cũng đề cập rằng họ sẽ nâng cấp hơn nữa các cuộc tập trận quân sự chung ở vùng Đông Á, Triều Tiên và Trung Đông, đồng thời tăng cường hợp tác ở Bắc Cực và Đông Á. Cùng với sự hợp tác kinh tế chặt chẽ, thì đây là một tín hiệu xấu đối với thế giới phương Tây. Biến thể COVID-19 KB2 đột biến làn rộng khắp Trung Quốc Cơ quan Y tế của Trung Quốc gần đây đã báo cáo rằng KB2, chủng COVID-19 chiếm ưu thế hiện đang làn rộng khắp thế giới, cũng đang biến đổi và lây lan khắp Trung Quốc gây ra nhiều trường hợp nghiêm trọng và tử vong đột ngột ở nước này, bất chấp sự che giấu của chính quyền. Tờ dậy Bắc Tham Tiếng Trung trước đó đã đưa tin, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại địa phương nghiêm trọng hơn mức chính quyền cho biết, do các quan chức tiếp tục che giấu thông tin về số ca tử vong do dịch bệnh này. Vào ngày 14 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc đã đưa ra thông báo, cho biết là biến thể KB2 được phát hiện lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Đông vào ngày 11 tháng 3. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Kể từ ngày 12 tháng 5, tổng cộng đã có 25 chuỗi KB2 đã được báo cáo trên khắp đất nước. Tuy nhiên, thì cơ quan y tế của chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng tỷ lệ KB2 ở mức cực kỳ thấp. Và hiện tại, ba chủng đột biến hàng đầu ở Trung Quốc là GN1, GN116 và GN14. Kể từ tháng 1, chủng đột biến KB2 đã chiếm tỷ lệ phần trăm các trường hợp ngày càng tăng trên khắp thế giới. Vào ngày 3 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê KB2 là biến thể COVID-19 đang được theo dõi. Vào ngày 13 tháng 5, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Sinh học tại Đại học Y miền Nam của Trung Quốc, Zhao Quý, nói rằng sự xuất hiện của các chủng đột biến mới của COVID-19 cho thấy virus Corona vẫn chưa hoàn toàn biến mất tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã đình chỉ tất cả các xét nghiệm COVID-19 trong bệnh viện khi mà họ đột ngột từ bỏ chính sách và các biện pháp kiểm soát hà khắc không COVID vào tháng 12 năm 2022. Kéo theo đó, là một làn sóng lây nhiễm lớn và vô số ca tử vong trên khắp đất nước chính quyền Trung Quốc cho rằng các làn sóng nhiễm trùng đường hô hấp giống như các triệu chứng của COVID-19 tại Trung Quốc là do nhiều mầm bệnh và nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như là viêm phổi do mycoplasma, cúm A hay là cúm B gây ra, đồng thời cố tình tránh đề cập đến COVID-19. Người dân Trung Quốc đã phản ứng trên mạng xã hội về thông báo của CDC về biến thể mới. Một người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận rằng, cho dù dịch bệnh có nghiêm trọng đến đâu, thì họ cũng không bao giờ kiểm tra xem đó có phải là Covid hay không? Trùng đột biến này hay trùng đột biến kia, bác sĩ đều nói rằng họ có thể chữa trị giống như trị cảm lạnh. Người dân Trung Quốc trên khắp đất nước cho rằng Covid-19 chưa bao giờ biến mất khỏi Trung Quốc và chính quyền đã liên tục che giấu sự thật về nó trong vòng mấy năm qua, dẫn đến tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong đột ngột tăng cao. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, ông Jiang, một người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, phía đông bắc của Trung Quốc, cho biết rằng dịch Covid-19 tại địa phương của ông rất nghiêm trọng và nhiều người xung quanh ông đã bị sốt và cảm lạnh tái phát với các triệu chứng tương tự như COVID-19. Ông cho biết rằng những cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân cũng thường xuyên xảy ra. Ông nói rằng cách đây 2 ngày tôi cũng đã bị sốt và cảm lạnh. Bệnh viện không xét nghiệm và coi như là cảm lạnh thông thường nhưng mà không thể chữa khỏi. Hiện nay có nhiều bệnh nhân bị bệnh phổi trắng và rất nhiều người đã chết trong vòng 2 năm qua. Theo báo cáo, KB2 là một biến thể có nguồn gốc từ Omicron của virus corona mới đã phát triển độc lập ba đột biến bổ sung trong protein tăng đột biến mà các chuyên gia y tế cho rằng có thể làm tăng khả năng lây lan của virus và khả năng trốn tránh các kháng thể hiện có khỏi nhiễm trùng hoặc là vaccine trước đó. Nó được báo cáo lần đầu tiên tại Ấn Độ vào ngày 2 tháng 1. Và kể từ khi đó, thì tỷ lệ KB2 trong số các chủng lưu hành toàn cầu đã tăng lên, từ 0,16% vào đầu tháng 1 đã tăng lên khoảng 14% vào đầu tháng 5. Gần đây thì sự phổ biến của phần nhóm KB2 tương đối cao ở một số quốc gia, chiếm từ 10 đến 30%. Người phụ trách liên quan của WHO cho biết rằng KB2 là dòng dõi hậu duệ của CN1. Đây là chủng chiếm ưu thế trên toàn thế giới hiện nay. tiên tăng đột biến KB2 có thêm các đột biến và các biến thể mới nổi khác. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.